Thủ tướng Phần Lan ly dị chồng. Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin và chồng bà, ông Markus Räikkönen, đã đệ đơn ly dị sau 3 năm kết hôn. Trên Instagram, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin cho biết bà và chồng đã đệ đơn ly dị sau 3 năm kết hôn, theo hãng tin Reuters. Chúng tôi đã cùng đệ đơn ly hôn. Chúng tôi rất biết ơn vì 19 năm bên nhau và biết ơn cô con gái yêu quý của chúng tôi. Chúng tôi vẫn là những người bạn tốt nhất của nhau, đối xử tốt với nhau. Chúng tôi sẽ tiếp tục dành thời gian cho nhau như một gia đình, bà Marin viết. Chồng bà Marin là ông Markus Räikkönen. Ông Räikkönen là một doanh nhân và cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Hai người kết hôn vào năm 2020 và hiện có chung cô gái 5 tuổi. Sau đám cưới vào tháng 8 năm 2020, bà Marin viết trên Instagram, chúng tôi đã cùng nhau trải qua tuổi trẻ, cùng nhau bước vào tuổi trưởng thành và cùng nhau trở thành cha mẹ của cô con gái bé nhỏ của chúng tôi. Bà Marin được nhiều người trẻ xem là hình mẫu của các nhà lãnh đạo Gen Y ngoài ra, theo đài CNN. Việc bà Marin trở thành một trong những chính trị gia hàng đầu của Phần Lan là một điều kỳ diệu. Bà Marin là thành viên đầu tiên trong gia đình theo học đại học. Bà tham gia chính trường năm 20 tuổi và nhanh chóng thăng tiến trong Đảng Dân Chủ Xã hội Trung Tả. Năm 2019, bà Marin trở thành thủ tướng trẻ nhất thế giới khi nhậm chức ở tuổi 34.